Xin chào anh chị, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang Hôm nay em về ấp Nam, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang Để giới thiệu cho anh chị xem một thửa đất gãy và gia chủ cũng đang trồng dừa Với tổng diện tích là 2.500m2 Trên thửa đất có 800m là đất thổ cư Trước tiên em xin giới thiệu về con đường nha anh chị ghẹ cháy là di chuyển ra đoạn đường à, quyện lầu 35 khoảng là 2 km. Và anh chị à, ghẹ phải là di chuyển ga quốc lộ 1A ngay chỗ Châu Thành 5 khoảng là 500m. Và con đường này rộng à, khoảng là 2m nha anh chị. Mình à, chỉ di chuyển là đường xe gắn máy hoặc là xe ba gác thôi. Ô tô thì anh chị à, di chuyển vào đây à, chưa có được. Ở đây thì có điện nước, wifi à, có đầy đủ, nhà cửa à, rất là đông, à, rất là thích hợp á, à, cho anh chị à, cất nhà và anh chị lập phường à, trồng cây ăn cháy. Diện tích mà hôm nay em à, giới thiệu anh chị à, ngang là 25m và có chiều dài là 100 Trên đất thì à, gia chủ à, đang trồng à, quế anh chị và bên hông thì à, gia chủ à, trồng cũng khoảng... 30 góc dừa sim xanh và trên đất thì cũng có hệ thống tưới tiêu có đầy đủ luôn à, thửa đất này thì tương đối cao gáo và bằng phẳng nhanh chị đất thì không màu mã xung quanh thì cũng không có và giá chủ thì cũng đã vô điện rồi về thì anh chị á, lên mô và anh chị trồng cây ăn cháy thôi từ vị trí à, thửa đất anh chị à, di chuyển ra quốc lộ 1A khoảng là 500m thôi nha anh chị Và bên hông thì cũng có đường kinh à, công cộng khoảng là 1m Và cũng liên thông ra ngay chỗ à, kinh cụ Nguyễn Tấn Thành khoảng là 1km Và bên hông thì gia chủ à, đang trồng dừa cũng khoảng là 3 năm rưỡi Và cũng đang à, trong quá trình à, cho cháy và hưởng quay lại vậy thì anh chị trồng à, cây ăn trái thêm như là dứa sữa nè sồi sầu riêng và các loại cây ăn trái khác anh chị á đều trồng được luôn nha ở đây thì à, dùng nước ngọt à, quanh năm luôn nha anh chị à, không có bị à, nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn để em à, di chuyển à, xuống bên dưới em à, chị canh à, cho anh chị mình nắm luôn và ở đây thì à, cũng có à, đầy đủ tiện ích như là chợ Long Định, à, trường học, quỹ ban, à, ngân hàng, anh chị à, cách khoảng à, 3 km à, đổ lại thôi. À, thửa đất mình à, đang quay về hướng đông nha anh chị. Từ à, thành phố Mỹ Tho, anh chị à, di chuyển về tới thửa đất này á khoảng là 12 km. Anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh à, di chuyển từ à, bến xe miền Tây, anh chị di chuyển về À, khoảng à, 65 à, km nha Hiện nhà gia chủ đang kêu bán à, Với giá là 3 tỷ à, 300 triệu nha anh chị Nếu anh chị có nhà ý Anh chị cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang Bên em sẽ có nhân viên Để dẫn cho anh chị và cô chú À, trực tiếp xem à, thừa đất vườn này và anh chị à, gặp ngay à, chính chủ và anh chị trao đổi thêm nha. Khu vực này thì anh chị à các nhà vào phía sau, anh chị mình à làm một cái vườn trồng à, cây ăn trái, à, nghỉ dưỡng em thấy là tuyệt vời luôn nha. Và con đường à, ở phía trước thì cũng đang à, có dự án là lên đường à, bê tông 3m và liên thông ga quyền lộ 35 khoảng là 2 kg thôi anh chị đất mình thì rất là đẹp luôn vuông dứt luôn nha anh chị phía sau thì gia chủ cũng đang trồng một số dừa thôi em đón thì khoảng 30 gốc dừa và phía sau nữa thì gia chủ cũng đang trồng một cây khế cũng rất là to chút xíu nữa em sẽ quay À, cho anh chị và cô chú à, tham quan ha. À, phía sau đất mình thì cũng có đường à, đi công cộng khoảng là 2 m nữa nha anh chị. Và cũng à, liên thông ra đường đan 3 m à, khoảng là 150 m. Xung quanh đất thì à, gia chủ á, có cắm trụ à, bê tông rồi nha anh chị. Về à, vấn đề à ranh giới á, thì anh chị à, yên tâm ha. À, một cái không gian à, rất là mát mẻ Và anh chị á, về lập vườn à, trồng cây ăn cháy là tuyệt vời nhất luôn nha anh chị à, Với giá bán là 3 tỷ à, 300 triệu à, Trên thửa đất thì à, có 800 mét là đất thổ cư rồi à, Không gian ở à, phía sau thì à, bên đất người khác à, cũng cắm trụ à, B40 luôn đó anh chị Bên em thì cũng có nhận à, ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình, hỗ trợ cho anh chị san lắp mặt bằng, xây nhà vườn à, lên thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị và cô chú à, đủ điều kiện luôn nha. Mọi ý kiến thắc mắc anh chị cứ để lại bình luận bên dưới, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ trực tiếp trả lời bình luận cho anh chị. Hoặc anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ gọi sổ thông tin vị trí à thửa đất trên khu để anh chị có thể xem trực tiếp trên vị tinh. Anh chị về đây thì cũng không mất thời gian nha. Đất của mình thì dung dứt sạch sẽ luôn nha anh chị, rất là đẹp. vị trí này anh chị mình cất một cái ngôi nhà và phía sau thì anh chị có thể trồng cây ăn trái và đào ao thả cá hoặc là anh chị mình chăn nuôi tạo cho một cái không gian để anh chị mình nghỉ dưỡng á rất là tuyệt vời luôn. Và ở đây anh chị mình di chuyển ra quốc lộ 1A rất là gần chỉ 500m thôi nha anh chị. Em cũng xin nhắc lại thông tin địa chỉ cho anh chị và cô chú nắm lại một lần nữa nha à, hôm nay á, em về ấp Nam xã Long Hưng quyền Châu Thành tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một thửa đất vườn à, có tổng diện tích là 2.500 mét vuông diện tích ngang là 25 m và có chiều dài là 100 trên đất thì có 800 m là đất thổ cư gia chủ đang kêu bán à, với giá là 3 tỷ à, 300 triệu À, nếu anh chị thấy phù hợp thì anh chị á, cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ có nhân viên để dẫn cho anh chị và cô chú trực tiếp xem thửa đất này và anh chị à, gặp ngay à, chính chủ nha. cuối video em cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã dành chút ít à, thời gian à, xem video của em, à, cảm ơn anh chị à, đã theo dõi video, hẹn gặp lại quý anh chị ở những phần video tiếp theo nha.